Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước cái màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem thì hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia K3. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2014, đăng ký năm 2015 và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Ở Kia K3 nó có hai phiên bản, một là phiên bản 1.6 và hai là cái phiên bản 2.0. Phiên bản 1.6 là cái phiên bản thiếu đồ, còn phiên bản 2.0 là đã đầy đủ full option hết rồi. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0 full option rồi. Chiếc xe đã được trang bị từ khóa thông minh, đề nổ start top cho đến nội thất da, ghế chỉnh điện, cửa sổ nóc. Đấy, và ghế chỉnh điện nó có cả nhớ ghế quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là cái phiên bản bản đủ thì nó mới có được như thế, còn nếu như phiên bản thiếu thì nó sẽ không, phiên bản 1.6 là cái phiên bản thiếu, nó sẽ không có những cái option đây đâu. Sau đây thì mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe đã. Đầu tiên là chúng ta phải đi xem về cái phần ngoại thất. Đấy, để xem nó có đẹp hay không, còn nguyên bản hay không, có bị đâm đụng hay là va chạm gì không. Đây là cái phần đèn LED đây quý vị và bạn nhé. Rất là mới đấy ạ, đèn pha bi xenon, đèn LED này. Đấy, đã có cả đèn LED ban ngày. Đấy, tôi quay sát vào là nó sẽ nháy nháy như vậy đấy ạ. Đấy, đây là cái giải đèn LED rất là đẹp, đèn pha bi này, bi halogen thôi chứ không phải bi xenon ạ. Xenon là sáng trắng, halogen là sáng vàng đấy quý vị bạn nhé. Và rất là đẹp đấy ạ, nhìn về cái phần nước sơn của xe đều rất là đẹp. Cái màu trắng này phải nói là đi phải giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế này đấy ạ, còn nếu như không giữ gìn thì là nó sẽ rất là xấu ạ, vì màu trắng là màu rất là bẩn, xước xát nữa ạ. Và đặc biệt thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn xem chiếc xe được đăng ký năm 2015, cho đến nay là đã 5 năm rồi, cho nên là và chạy được hơn 4 vạn km, cho nên cái dàn lốp này là cái dàn lốp thứ hai rồi quý vị các bạn nhé. Dàn lốp thứ hai rồi chứ không phải là dàn lốp đầu tiên đâu, vì quy định của nhà sản xuất là chạy được 5 vạn hoặc là 5 năm là phải thay lốp. Chiếc xe này là chủ xe mới thay nguyên cả một dàn đấy ạ. Cả một dàn lốp là vừa mới thay cuối năm 2020 đấy ạ, tuần thứ 28, tức là thay là cuối năm 2020. Và cái dàn lốp này thì rất là mới, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm, không phải thay lốp, không phải làm cái gì cả, vì là cái dàn lốp thì chủ xe cũng vừa mới thay rồi. Và cái dàn lốp thì còn rất là dày. Và đặc biệt là quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã độ thêm cái van cảm biến áp suất lốp. Và đây là cái bộ van xịn nhá, cái bộ van xịn đây này, cả 4 lốp luôn. Cái bộ van xịn nó mới là cái bộ bằng kim loại như này. Còn nếu như mà bộ van bằng nhựa hoặc là lắp thêm to đùng ở bên ngoài đấy thì là cái bộ van không xịn. Còn đây là bộ van xịn là nó sẽ có như này đấy ạ. Đấy, đây này, rất là đẹp luôn. Đây là cái bộ van cảm biến áp suất lốp nhá. Và cái la răng quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cái la răng này nguyên bản là cái la răng của nó là mặt phay, mặt phay cơ ạ. Nhưng mà do chủ xe này thì lại đã mua về và thích sơn màu đen. Nguyên bản của nó là mặt phay nhá, mặt phay, cho nên là chúng tôi mua về là chủ xe đã sơn lại thành màu đen rồi, cho nên là chúng tôi lại phải sơn về cái màu bạc này để cho nó đẹp nguyên bản của xe. Chứ chủ xe lại thích cái màu đen, màu đen lên là bây giờ thì nhiều người không thích đâu, cho nên bắt buộc tôi phải sơn lại cái màu này chứ không phải là thay la răng đâu nhé. Quý vị các bạn nhìn đừng tưởng là thay la răng nhé, đây là chỉ sơn lại thôi ạ, vì nguyên bản chủ xe thì lại sơn thành màu đen đấy. Và nhìn về cái cặp đèn sau đây quý vị các bạn thấy đấy ạ, giải đèn sau này cũng là đèn full LED rồi đấy, full LED luôn ạ, hệ thống đèn full LED này. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi. Đây là cái phần camera lùi này, camera lùi và cái màn hình Android mà chủ xe lắp thêm. Tí nữa tôi quay về cái màn hình sau. Đấy. Và camera cảm biến lùi, cảm biến lùi, cảm biến trước đều có, hay còn gọi là cảm biến quanh xe đấy ạ. Đấy, đã có đầy đủ rồi. Đây, và cả cửa nóc. Cửa nóc này. Cảm biến trước này. Đấy, đã có luôn cả cảm biến trước rồi này, cảm biến trước sau. Đăng kiểm thì còn rất là dài. Và chủ xe đã lắp thêm cái bộ đầu Android xịn, nó có tích hợp cả camera hành trình luôn. Đây là cái mắt camera hành trình này, xem trực tiếp ở trên màn hình luôn, màn hình Android. Và cái bộ cảm biến áp suất lốp
Đây, cái bộ cảm biến áp suất lốp này thì nó tích hợp trên cái màn cái đồ báo áp cảm biến áp suất lốp đây ạ. Và nó chạy bằng năng lượng mặt trời đây quý vị bạn nhé, không phải sạc. Có thể dùng sạc cũng được. Cắm sạc vào đây là có thể sạc được cái này, nhưng nó chạy bằng năng lượng mặt trời này. Cứ có ánh sáng là cái này được sạc pin. Nên quý vị các bạn cũng không phải quan tâm về cái đấy nhá. Đấy. Nhìn về cái phần ngoại thất này, về cái phần sơn này, nước sơn thì rất đẹp, rất bóng bẩy rồi. Đấy, về option các thứ đều đầy đủ hết, không thiếu bất kỳ một cái gì nữa. Và cái mặt ca lăng quý vị các bạn đây nhá, chủ xe lại sơn thành cái màu ghi hay còn gọi là màu chì đấy nhá, chứ nguyên bản của nó là màu đen cơ. Đấy, chiếc xe này là chủ xe cũng đã độ thêm một số đồ và đã thay đổi một số cái, cho nên là chúng tôi cái la răng thì chúng tôi sơn lại, còn cái màu kia đằng trước kia tôi nhìn thấy nó cũng đẹp rồi, cho nên tôi không sơn lại màu đen nữa đâu, để cho nó nguyên theo như chủ xe đã sơn. Đấy, đây là cái phần ngoại thất bên ngoài. Đấy, cơ bản là về cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp, phiên bản là 2.0. Đấy, tôi đang nổ máy đấy nhá, nhưng mà máy rất là êm, đuôi gió đầy đủ cả rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào phần nội thất để xem về cái phần nội thất của chiếc xe Kia K3 2.0 2014 này nhé. Đấy, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu luôn từ cái phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Táp bi cửa này rất là mới luôn. Và đây là cái cụm điều chỉnh gập điện này, gương gập điện này, gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đây là gương trước hậu gập điện này. Gập vào hoặc mở ra này, hoặc để giữa là auto, bấm khóa là nó sẽ mở. À, đóng, bấm khóa, khóa cửa là sẽ đóng, mà mở khóa là gương sẽ mở. Đấy là phần auto. Hơn nữa là khác với phiên bản 1.6 là cái phiên bản 2.0 này thì xe đã được trang bị nội thất da cao cấp này, chỉnh điện này, ghế lái chỉnh điện này, và có nhớ ghế hai vị trí ạ. Đây là nhớ ghế hai vị trí ạ, mình tùy mình cài đặt ạ. Đấy, và vô lăng đây quý vị các bạn xem ạ. Đầu tiên cho quý vị các bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét đã. Chiếc xe đã lăn bánh được 4.5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Xem đồng hồ có chuẩn hay không thì chúng ta phải xem thêm cả về cái phần vô lăng này. Vô lăng nguyên bản nhé, chưa khâu lại đâu ạ. Đấy, đây là cái phần vô lăng còn nguyên bản này, chưa có khâu lại vô lăng đâu nhé. Đấy, vô lăng, vô lăng là còn nguyên hết đấy ạ. Vô lăng cần số này còn nguyên bản này, ghế da này cũng còn nguyên hết ạ, chưa phải may lại, chưa phải vá lại gì đâu ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, nội thất rất là đẹp, rất là mới ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất này ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam ạ. Sau đây thì mời quý vị và các bạn xem tiếp về cái hàng ghế phía sau đây ạ. Hàng ghế phía sau cũng rất là mới ạ. Đấy, hàng ghế rất là mới. Táp bi cửa này, keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Ở cái phiên bản sedan hạng C, nhưng chiếc xe K3 này cũng đã được trang bị cho cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau nhé. Đến những chiếc xe Camry cũng chưa chắc đã có đâu ạ, nhưng chiếc xe này lại có rồi đấy ạ. Đấy, nội thất rất là mới ạ. Cũng có một số người hỏi tôi là chiếc xe có chạy dịch vụ không. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2.0 này thì rất hiếm ạ. 1.6 thì có thể còn có người mua chiếc xe này để chạy dịch vụ, chứ 2.0 nó đắt hơn rất là nhiều, đồ nó nhiều, nó đắt hơn, cho nên là ít có người dùng chiếc xe này để chạy dịch vụ ạ. Đây, thưa với quý vị bạn, xe cũng đã được trang bị khóa thông minh start top này, đồng hồ công tơ mét này, nhìn rất là mới, đẹp không? Và cái màn hình xịn đây, thưa với quý vị các bạn ạ, màn hình xịn này, tích hợp camera lù hành trình. Đây là camera hành trình. Đấy, camera hành trình này, camera lùi đều có hết rồi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây, điều hòa tự động hai vùng độc lập đây quý vị bạn nhé, hai vùng độc lập này. Màn hình Android này. Đấy, màn hình Android này. Option thì tương đối là nhiều rồi. Đấy, cái màn hình này là chủ xe độ lên là màn hình xịn đây quý vị các bạn nhé. Đấy, màn hình xịn có cả đầy đủ các tính năng giải trí từ YouTube đến bản đồ các thứ ạ. Và nội thất thì rất là đẹp. Đấy, nội thất rất là đẹp này. Cái đồng hồ là báo áp suất lốp kia quý vị các bạn ạ.
Đấy, nó chạy bằng năng lượng mặt trời nữa. Nó đang báo một cái lốp sau bên lái đang thiếu áp suất đấy, nó đang nháy nháy đấy, quý vị các bạn có nhìn thấy không ạ? Đấy, đây là cái phần mà nó báo cảm biến áp suất lốp ạ. Tablo này rất là mới luôn này. Tabi cũng rất là mới luôn. Đấy, cái kia nó đang báo tít tít, nó nháy là cảm biến áp suất lốp đấy quý vị các bạn nhá, đang thiếu hơi cho nên nó sẽ báo ạ. Đây là đi cái tính năng này rất an toàn. Nhiều xe nguyên bản nó có rồi, nhưng những chiếc xe Kia K3 này lại không có. Những xe Kia Morning nhập khẩu thì lại có. Và đây là cái phần cửa nóc ạ. Cửa nóc đây, tôi mở cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đấy, cửa nóc để những cái hôm mát trời như thế này mà lại đi ở trong những cái nơi mà không khí nó trong lành như thế này thì chúng ta có thể mở cửa nóc ra để lấy không khí ạ, cũng rất là tiện ạ. Đấy, cửa nóc auto một chạm. Đây là cái phần này, cửa nóc. Phải nói là chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0 này thì đầy đủ hết cả rồi, không còn thiếu một cái gì nữa đâu ạ. Nội thất thì rất là đẹp, trần cũng rất là sạch sẽ. Tôi sẽ mở cho quý vị và các bạn xem về cái cốp sau nhé. Đây, cốp sau đây quý vị các bạn ạ, từ những cái ốc cốp sau còn nguyên bản hết này, keo chỉ nguyên bản này, ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản hết này. Đấy, phải nói là rất là đẹp. Và ở cái phiên bản sedan hạng C thì cái cốp sau nó rất là rộng rãi đây quý vị các bạn ạ. Cốp sau rất là rộng ạ. Đấy, cốp sau rất là rộng. Đây, và phần nỉ rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Đấy, và bên dưới là cái lốp sơ cua. Đấy, đây là cái lốp sơ cua quý vị các bạn nhé. Và chủ xe cũng đã dán chống ồn. Đấy, dán chống ồn cho chiếc xe này rồi. Đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận, dán chống ồn rồi, đi vừa chống ồn, chống rỉ sét ạ. Phiên bản Kia K3 2.0. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái cánh cửa sau bên phụ ạ. Đấy, đây là cái cánh cửa sau bên phụ ạ. Từ keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp rồi đây quý vị và các bạn xem này. Chạy nhiều hay chạy ít chúng ta phải xem cả về cái phần ghế da này nhá. Còn đẹp hay không này. Rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Riêng cái phần tay nắm mở cửa thì chiếc xe Kia K3 này thiết kế rất là đẹp đấy ạ. Thiết kế xen lẫn với cái phần chrome này. Và bấm khóa này, khóa thông minh bấm tay mở cửa. Cửa trước và cửa sau. Đấy, khóa thông minh. Táp bi cửa rất là đẹp rồi. Đây là cái cánh cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Từ keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, nội thất rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, cuối năm 2014 ạ, và đăng ký năm 2015. Đấy, chiếc xe đến nay là chạy được 5 năm rồi, nên rất là đẹp. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, và cái phần nội thất thì cũng rất là mới ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe, xem động cơ của chiếc xe này nó còn nguyên bản hay không, có bị ngập nước hay không, đã làm lại máy chưa, và còn mới còn đẹp như thế nào. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái khoang động cơ của chiếc xe ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc xe K3 2014 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 2.0 lít, vì là cái phiên bản 2.0 nên xe đã được trang bị động cơ 2.0. Và đây là cái phần ốc chân máy của chiếc xe, tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Ốc chân máy nguyên bản này, đến ốc mặt máy cũng còn nguyên bản ạ. Tôi sẽ mở cái nắp máy này ra cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy nó còn nguyên bản như thế nào ạ.
Đấy. Đấy, đây là cái phần ốc mặt máy nhá. Ốc chân máy này, đến ốc mặt máy này, tất cả các con ốc này đều nguyên bản hết đấy quý vị các bạn ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước đâu, tất cả máy móc nguyên bản ạ. Máy nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Đấy, máy móc nguyên bản này. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản. Đấy là cái điều chúng tôi cam kết về chiếc xe này. Và sau đây thì mời quý vị bạn xem là cái ốc cabo này. Đây là cái ốc cabo này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết ạ. Đấy, ốc cabo nguyên bản luôn. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, còn nguyên bản hết ạ. Ốc tai này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Ốc tai đây ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 456 triệu đồng. Có bớt cho quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 2014 đăng ký 2015 bản 2.0 bản full đồ này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.